ty kiến trúc phong thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong số những cái video mà Đức Trung đã chia sẻ đến các quý vị những món vật phẩm phong thủy hàng đầu giúp chúng ta kích hoạt tài lộc, tăng thêm yếu tố về vượng tài quý nhân cũng như là giúp gia đạo của ngôi nhà trở nên bình an, thì cũng rất nhiều các quý vị và các bạn có đặt cái mong muốn cũng như đặt cái nhu cầu về một cái vật phẩm mà nó rất thông dụng với lại đời thường chúng ta hàng ngày. Mà trước đây thì Phong Thủy Thái Nguyên đã có vật phẩm này rồi, nhưng mà một thời gian này thầy Thái Nguyên có cho dừng lại không sản xuất vật phẩm này nữa, mà theo cái mong muốn của nhiều người quá. Và cho đó thì cho đến ngày hôm nay thì Phong Thủy Thái Nguyên cho ra mắt với quý vị và các bạn một trong những món vật phẩm mà rất dễ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại có cái tác dụng về phong thủy rất lớn, đó chính là đồng hồ phong thủy. Và trong quãng thời gian này thì Phong Thủy Thái Nguyên có cho ra mắt quý vị và các bạn 3 loại đồng hồ để giúp cho quý vị và các bạn có thể thoải mái lựa chọn hơn trong cái việc sử dụng chiếc đồng hồ nào cho gia đình của mình. Ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng giới thiệu đến các quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ đầu tiên có tên là đồng hồ La Kinh. Trước mặt các quý vị và các bạn ở đây là chiếc đồng hồ La Kinh của Phong Thủy Thái Nguyên thiết kế và có đưa vào chế tác và sử dụng, sản xuất và sử dụng. Thì trước mặt các quý vị và các bạn đây là một chiếc đồng hồ với đường kính là 35 cm. Các vị có thể thấy rằng là với cái tông màu chủ đạo đó là tông màu đỏ, đúng không ạ? Và nổi bật ở giữa đây là chiếc mặt của chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường. Đây là một trong những niềm tự hào của Phong Thủy Thái Nguyên, của thầy Thái Nguyên cũng như là của chủ tịch hiệp hội, tức là thầy Hỷ Nguyên, có quá trình mà nghiên cứu cũng như vẽ lại chiếc mặt La Kinh tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam và duy nhất tại Việt Nam, gọi là La Kinh tổng hợp Ngọc Phúc Đường, thì được đưa cái mặt La Kinh đó lên trên chiếc đồng hồ như thế này. Với chiếc đồng hồ như này nó sẽ có tác dụng rất lớn trong cái việc liên quan đến trấn trạch, kỵ tà và hóa sát. Và đặc biệt rõ ràng có thể thấy đây là món quà mà đặc biệt dành cho những ai mà yêu thích bộ môn phong thủy, đúng không ạ? Chúng ta cũng biết rằng là đối với phong thủy sư hay kiến trúc sư thì một trong những cái vật dụng không thể thiếu đối với bất cứ ai đó chính là chiếc La Kinh. Đó chính là chiếc La Kinh. Thì đây chính là cái sản phẩm La Kinh Ngọc Phúc Đường của Phong Thủy Thái Nguyên. Và thầy Thái Nguyên có đưa toàn bộ cái mặt la bàn tổng hợp 36 tầng lên trên cái mặt của chiếc đồng hồ như thế này. Về tổng thể rằng là mặt chiếc đồng hồ thì dĩ nhiên là chúng ta có thể thấy là kim phút, kim giờ, kim giây không thể thiếu được, đúng không ạ? Và các con số chỉ giờ ấn tượng ở giữa là mặt La Kinh Ngọc Phúc Đường với cái phần quẻ là quẻ tiên thiên bát quái màu đỏ mà thầy Thái Nguyên đưa vào chính giữa để mang cái năng lượng của vũ trụ khởi nguyên, đúng không ạ? Và với cái mặt của chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này, nó sẽ mang cái công hiệu về tịch tà hóa sát rất là cao. Đồng thời với cái màu đỏ chủ đạo của chiếc đồng hồ như thế này thì nó cũng chính là cái màu của sự may mắn, màu của kỵ tà hóa sát. Với cái hình ảnh của chiếc đồng hồ thì chúng ta luôn biết rằng là đồng hồ thì luôn có tính động trong phong thủy. Bởi vậy cho nên rằng là người ta sẽ sử dụng đồng hồ trong cái việc ngoài để việc xem giờ là điều đương nhiên rồi. Nhưng trong phong thủy người ta còn sử dụng đồng hồ để trong cái phương án liên quan đến kích hoạt tài lộc hoặc là để hóa giải những cái xung sát, xung xạ mà ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Đây là một trong những món vật phẩm sử dụng chính là để hóa sát và kỵ tà các quý vị nhé. Chiếc đồng hồ La Kinh Ngọc Phúc Đường được Phong Thủy Thái Nguyên đưa vào thiết kế và sử dụng và cho đến ngày hôm nay nhận được rất nhiều những cái hưởng ứng từ những người từ những các quý vị, quý khách của Phong Thủy Thái Nguyên, đặc biệt là những người lại yêu thích phong thủy và đã sử dụng chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường rồi, thì gần như đây là một trong những cái món vật phẩm mà các quý vị có thể là sưu tầm và sở hữu thêm để gia tăng thêm cho mình cái niềm yêu thích đối với bộ môn phong thủy. Và có ngay một cái món vật phẩm phong thủy mang cái đặc thù rất lớn của người nghiên cứu phong thủy cũng như là người yêu thích bộ môn phong thủy trong gia đình. Với chiếc đồng hồ La Kinh Ngọc Phúc Đường này thì quý vị có thể treo tại những cái vị trí mà để hóa giải những cái xung sát, xung xạ đến với gia đình chúng ta. Ví dụ chẳng hạn, người ta xét đến yếu tố về ngoại khí tác động đến ngôi nhà thông qua yếu tố về cửa chính. Vậy thì nếu như cửa chính ngôi nhà chúng ta bước ra mà lại đối mặt với những hình thế sát, ví dụ như là thương sát, tức là những vật nhọn mà chiếu đến ngôi nhà chúng ta này, hoặc là phản quang sát hay là những cái hình thế sát khác mà chiếu đến ngôi nhà chúng ta, mà nếu trong trường hợp chúng ta không thể di chuyển được ngôi nhà chúng ta đến một nơi ở khác thì chúng ta có những món vật phẩm phong thủy để hóa giải, thì đây chính là một trong những món vật phẩm phong thủy mà quý vị có thể ưu tiên lựa chọn để mà hóa giải những cái trường hợp như vậy. Thì chúng ta sẽ treo tại ngay cái phòng khách nhà mình và cái mặt đồng hồ sẽ chiếu thẳng ra phía ngoài cửa. Thì khi mà bước vào thì chúng ta đã thấy ngay một mặt chiếc đồng hồ rất là đẹp để chúng ta xem giờ. Và đây cũng chính là một trong những món vật phẩm để hóa giải những cái trường hợp sát khí trên. Chiếc đồng hồ nó tạo ra cái luồng khí kích động để giúp cho cái ngôi nhà chúng ta nó trở nên là hoạt khí hơn, vượng khí hơn, và đặc biệt lại là mang cái công hiệu hóa sát kỵ tà rất là tốt. Do vậy rằng là quý vị hoàn toàn có thể là sử dụng chiếc đồng hồ La Kinh Ngọc Phúc Đường này, vừa là một món vật phẩm treo trong nhà để xem giờ, lại vừa là một món vật phẩm phong thủy mà chúng ta thích thú cũng như là thể hiện ngay cái niềm đam mê của bất cứ ai
gia chủ nào yêu thích tìm hiểu và ứng dụng bộ môn phong thủy, đúng không ạ? Một lần nữa chúng ta cùng xem thật kỹ từng chi tiết của chiếc đồng hồ La Kinh Ngọc Phúc Đường này quý vị nhé. Và cũng như là bất cứ ai mà yêu thích nghiên cứu phong thủy cũng như là sử dụng một món pháp cụ phong thủy hàng đầu trong cái việc đo hướng thì quý vị cũng nên sở hữu thêm chiếc La Kinh Ngọc Phúc Đường này nữa để cho chúng ta việc đo xác định hướng trở nên là chính xác hơn cũng như rằng là tạo nên cho chúng ta một sự chuyên nghiệp hơn trong việc ứng dụng phong thủy. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn, đây là chiếc La Kinh tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam mang yếu tố là La Kinh tổng hợp, tức là sử dụng rất nhiều những trường phái ở trên chiếc La Kinh này. La Kinh tổng hợp 36 tầng Ngọc Phúc Đường tổng hợp với nhiều bộ môn phong thủy và trường phái phong thủy trên đây, ví dụ như Tam Hợp Phái, Huyền Không Đại Quái, Huyền Không Phi Tinh, rồi là Bát Trạch Minh Cảnh thì đều có thể sử dụng ở trên chiếc La Kinh này. Tùy theo trường phái, tùy theo thực nghiệm cũng như tùy theo học thức, tri thức của các quý vị nghiên cứu phong thủy thì đều có thể sử dụng chiếc La Kinh này trong việc đo hướng, xác định các phương vị thần sát, rồi là ứng dụng ở trong cái việc tầm long điểm huyệt thì đều rất là tốt, đúng không ạ? Và link của hai chi tiết hơn về sản phẩm cũng như là mức giá đối với hai vật phẩm này thì quý vị có thể theo dõi ở dưới đường link dưới phần mô tả video, thì Đức Trung có để xuống dưới phần mô tả video để quý vị có thể truy cập vào website cũng như tìm hiểu kỹ hơn đối với hai món vật phẩm này. Quý vị cũng thể là để lại họ tên và số điện thoại xuống dưới phần bình luận thì sẽ được đội ngũ trợ lý từ thầy Thái Nguyên liên hệ cũng như là tư vấn kỹ hơn cũng như là hướng dẫn cách tỉnh vật phẩm. Và thông qua video này thì rất là hy vọng có thể kết nối đến quý vị và các bạn, những ai yêu thích bộ môn phong thủy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giao lưu hơn. Và nếu như quý vị cũng muốn là có thể giao lưu trực tiếp đến với đội ngũ của Phong Thủy Thái Nguyên thì quý vị cũng có thể đến địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng hoặc là tại Hà Nội thì Phong Thủy Thái Nguyên đều có văn phòng trực tiếp ở đây. Tại Hà Nội thì quý vị cũng có thể đến phòng 809 tòa nhà 34T đường Hòa Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh quý vị có thể ghé đến số 778 Xe Lâm đường Nguyễn Kiệm, phường Phú Nhuận của thành phố Hồ Chí Minh nhé. Hay là tại Đà Nẵng thì quý vị cũng có thể đến tầng 12 tòa nhà ngân hàng ACB số 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng. Rất mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ cũng như là luôn theo dõi Phong Thủy Thái Nguyên. Xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đức Trung xin chào.